Phú Đêm. Đây là đồng chí Giang, Đào Duy Giang đang làm lò. Đây là than núi Hồng nhé bà con nhé, 2,8 triệu một tấn. Nếu mà lấy được của công ty thì có 2,2 triệu thôi. Đấy, lò cháy rất ác. Gà thì cứ như bánh đa này. Nó đè xuống không để nó đổ.